mình thử khui cái máy quan bàn 2,5 triệu nhá. Bớt tặng luôn. Tôi xin chi hu lét này. Bớt. Bớt. Bớt nào. Mày đi tặng luôn. Máy bơm cắt đi đi luôn cả. Cho hù lên. Kéo lên. Kéo. Chắp đi thôi. Của mình đã được ráp lên hoàn thiện và đây cái thông số của nó các bạn, cái tên cái hãng của máy khoan đấy nhá, Fujima. Cái hàng này thì hàng chắc hàng của Trung Quốc thôi chứ. Rồi còn phần bên này là phần motor nhá, này cái motor này 500W điện 220V. Rồi đó, cái motor này thì nó nhỏ thôi các bạn nhá. Còn cái phần trên Jaguar này, phần Jaguar đây nó có nhông 1, 2, 3, 4, 5 cấp nhá. Rồi bây giờ mình sẽ khoan thử luôn. Chiều cao của thằng này có khoảng 80 nhá. Chiều cao của nó có khoảng 80. Giờ mình sẽ thử khoan cái sắt thực tế xem nó thế nào nhá. Các bạn xem để các bạn biết có nên mua hay không nên mua hay không nhá. Mình đã mua rồi và xài. Rồi giờ mình sẽ khoan thử cây sắt U. Sắt U dày 5 ly nhá. 4,5 5 ly nhá. Rồi và cái mũi 12 nhá. Thử cái mũi 12. Cái xoan khoan với cái sắt dày 5 ly nhá. Rồi. Rồi giờ mình bắt đầu bật máy thử nhá.
các bạn thấy không? Nó chạy cái motor này có vẻ là cái motor này mình thấy có vẻ là nó hơi yếu nhá. 2,5 triệu với giá 2,5 triệu. Mình mua với giá 2,5 triệu đi các bạn nhé. Đây mình khoan thử này. Ép mạnh tí là đứng luôn nhé. Đứng luôn. Đứng luôn. Rồi, các bạn. Nhưng mà mình đã test rồi và thấy cái thực sự cái máy này nó chỉ khoan cho vui thôi nha các bạn nhé. Với cái cơ máy này chỉ khoan cho vui thôi, còn nếu mà mình làm chuyên dụng mà làm những cái phần nó đòi hỏi mà nhanh với này, mũi khoan lớn thì khoan có vẻ là không ổn định lắm các bạn nhé. Nên là các bạn, mình làm cái video này để cho các bạn xem những ai mình chưa mua, chưa sử dụng mà mình đang có ý định muốn mua những cái dòng máy khoan này thì các bạn nên lựa chọn cho nó kỹ nhá. Chứ nếu mà lựa chọn những cái máy mà nó nhỏ như này thì chỉ khoan những thứ nhỏ thôi nhá, những cái mũi nhỏ hoặc cái thứ nhỏ, chứ còn nếu mà mình khoan những cái mũi to như mình dùng đây, từ mũi 12 và khoan cái sắt dày cái này thì có vẻ là rất là khó khăn các bạn nhé. Khoan cũng được thôi nhưng mà nó rất là lâu, mà cái motor nó yếu quá. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Anh nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Rồi xin chào các bạn.